Xin chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin ngày hôm nay của Tạp tin tức. Những ngày qua, Quang Linh Vlog và các cộng sự tại châu Phi đã về Việt Nam. Trong số đó, em bé người châu Phi được gọi với cái tên thân mật là Lôi Con đã nhận được sự quan tâm của nhiều người. Trước đây, Lôi Con từng gây sốt với nhiều khoảnh khắc tương tác vô cùng đáng yêu với Hoa hậu Thùy Tiên nên cuộc hội ngộ giữa hai cô cháu rất được nhiều người mong chờ. Đến tối ngày mùng 1 tháng 5, Quang Linh Vlog đã chia sẻ khoảnh khắc gặp gỡ Hoa hậu Thùy Tiên. Sau 2 năm, bé lôi con này đã lớn rõ, hiểu chuyện và chủ động hôn má Thủy Tiên. Khoảnh khắc năng hậu bồng bé idol nhí trên tay nhanh chóng gây sốt vì quá đáng yêu. Chưa dừng lại ở đó, Thủy Tiên cùng ekip Quang Linh Vlog đã cùng nhau mặc áo đồng phục và khuấy đảo phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tại đây, Thủy Tiên đã trổ tài hát ca ra ông kê bài thu cùi với phần minh họa vô cùng nhiệt tình của lôi con. Có thể thấy, lúc đầu lôi con có phần hơi ngại ngùng khi biểu diễn trước đám đông nhưng sau đó, cậu bé đã nhanh chóng lấy lại sự tin để trình diễn. Cư dân mạng cảm thấy thích thú với khoảnh khắc cô hát đường cô, cháu nhảy đường cháu vô cùng đáng yêu này. Ngoài ra, ông Kính cũng bắt được cảnh Quang Linh vlog hòa mình vào đám đông khán giả nhưng đang chắc tay cầu xin điều gì đó khiến nhiều người không khỏi tò mò. Lý giải về hành động này, một cư dân mạng cho biết Quang Linh mong mọi người không quay quá nhiều vì ý kiến của anh đang làm clip đăng lên YouTube, hành động chắc tay như một cách để anh cảm ơn mọi người.